Mến chào quý vị anh chị và các bạn chơi âm thanh nhé. Trong khi đang lên đơn hàng thì em lại tiếp tục giới thiệu với các bác một chiếc âm ly nữa, âm ly bãi em cũng vừa mới về. Chiếc Bema 1500. Đây, trước mắt toàn thể quý vị anh chị là một chiếc âm ly Bema 1500. Tản nhiệt khá là dày, quạt thiết kế thổi trực tiếp vào luôn. Tản nhiệt, biến áp nguồn xuyến các bác nhá. Sử dụng EC ECHO là 8200. Dùng EC của Nhật nhá. Đặc biệt hơn nữa, chúng ta quan sát ở đây thì em thấy có một con EC khá lớn để xử lý âm thanh này. Con này dùng để nhớ luôn, hình như nhớ chế độ. Con này nó điều khiển lật chế độ các bác nhá. Chế độ khi các bác cắm nhạc ở đằng sau vào cổng nào thì nó tự động nó chuyển, nên các bác không phải bấm nhạc nhá, những chiếc âm ly này. Và đặc biệt hơn là nó sử dụng 8 sò Toshiba A1943 và C5200. Khá là khỏe, mạch khá là đẹp. Đây các bác, đang còn nguyên bụi bặm về, em chưa lau chùi vệ sinh gì cả. Đây, nguyên gì nữa, nguyên gì là linh kiện luôn, kể cả tới những cái chất áp bên đây các bác thấy đấy, nguyên bụi bẩn đấy ạ. Keo chỉ, cột kèo là các thứ nó còn nguyên cả. Đấy, bây giờ em mới tháo nắp ra để em thử test để các bác chúng ta cùng được xem nó như thế nào. Em thử test vào một cặp mắt 30 con em test vào một cặp mắt 30 con 76 các bác nhá. Đánh mất tầm này là loa vẫn nhảy hết rồi. Bát 20 thì chắc là không chịu được con này đâu. Rồi ok, giờ em sẽ test sang tiếng mic nha. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Mic cực sáng các bác nha. Đây ạ, giờ em sẽ test thử một bài nhạc karaoke để các bác chúng ta nghe thử xem chất âm thế nào nha. Cái đỏ này lên cổng chỉ đây chứ. Họ có con mô. Là lấy một bài của Quang Lê đi. Đúng rồi. Trời ơi, cái nỉ công mừng. Thần chấm con ma giặc nhà trời. À, hát bài ạ, xuân này con không về. Đó, đi. Thần chấm con ma giặc nhà trời. Đó. Xe đây, lên chiếu. Về về Huế, có một ca khúc về Huế mà em rất thích. Thật sự em rất thích những ca khúc viết về miền Trung như Huế, và nhất là Huế, nhưng mà đặc biệt là vẫn chưa có dịp nào vào Huế chơi. Đâu nhà Quang Lê. Chiếu ăn con chè đi. Ăn hai con ngựa luôn. Nó, thế bây giờ hai con ngựa cựa ở đâu nữa? Các bác chờ hơi lâu để em cắt video em tìm cái đấy nha. Vâng. Đúng không? Rồi ạ, bây giờ nó tìm được ca khúc Thương về miền Trung. Ngựa này cả nó. Rồi, mời các bác chúng ta cùng thưởng thức nhá. Alo. Hello.
1 2 1 2
mỗi khi sớm chiều gió nhỏ hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương núi ngựa còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương. Anh Thắng xin phép được tạm dừng video tại đây. Và trên đây là anh Thắng giới thiệu đến toàn thể quý vị anh chị và các bạn một chiếc âm ly sử dụng 4 so Toshiba A1943 sinh năm 2000 và sử dụng nguồn xuyến. Em đang ghép với một cặp loa bass 30 côn 76 các bác nhá, công suất cực khỏe đấy. Các bác muốn nghe rõ chất âm hay không, nó có bị phá tiếng hay không, các bác vui lòng đeo tai nghe vào nhá. Đeo tai nghe vào các bác sẽ cảm nhận được chất âm của nó xem ra có chính xác hay không. Đấy, vì nếu như em test video mà chất âm của nó không tốt, nó sẽ phá tiếng các bác nghe, sau nó sẽ rè ngay lập tức. Đây, ví dụ em test một bản nhạc sàn chẳng hạn. Anh phải thả tay chứ. À đây, em cho một bản nhạc bất kỳ đi. Cho một nhạc bất kỳ đi. Đây ạ, đi gì đây? À, nghe cũng phê lắm. Đây, lại thì cái này đi. Đây ạ, một đồng vặn lên đây nha. Đánh khá là dẻo tiếng đó. Giao hàng luôn, đang lên đơn hàng này các bác này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Em lại quên lần nữa là chưa báo giá. Chiếc âm ly này em bán với giá là 1.900.000 đồng các bác nhá. 1.900.000 đồng ạ. Đánh đột cặp bát 30 quay lại các bác nhá. 30 côn 76 vẫn chưa ok. Bác nào có thắc mắc 30 côn 76 vẫn chưa ok, không yếu đâu. Em khẳng định là không yếu đâu. Về đây em có côn 76 đây, em tép vào rồi nó không yếu thì về các bác chơi thoải mái thôi. Các cái dòng loa thị trường em bán ví dụ hàng Vega hoặc là hàng Woofen hoặc là hàng OHM, DH, các cái hàng ở đấy, bắt 30 côn 76 tóc kèn đấy, vẫn chưa ok. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp sau nha. Nếu các bác nào có nhu cầu cần thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0988 849606 hoặc 0912 889606. Zalo của em là số điện thoại Viettel đấy, các bác nhập vào ra nhé.